chào tất cả các bạn nha. Đây, ngày hôm nay là hai chị em mình sẽ tiếp tục có một cái thử thách nhỏ nhỏ cho cái video ngày hôm nay, nó rất là vui và rất là mỏi miệng luôn. Đó chính là thử thách mình làm được. Xin mời chị Quyên đọc đề. Đó chính là thử thách há miệng chu mỏ và không chớp mắt nha. Nếu như mà ai mà dừng trước thì ngỡ sẽ thua, còn thua thì sẽ phạt gì đi ta? Đấm bóp đi, mình đang mỏi vai quá. Đúng rồi, chị cũng đang là rất là nhức mỏi luôn, đang bệnh trong người mà. Có người giờ mình so bóp cái là thế. Chị quyết định vậy ha, vô. 1, 2, 3. Rồi, vậy thì đầu tiên là há miệng đúng không? Nhanh luôn nè nha mọi người. 1, 2, 3. Yeah, và bắt đầu cuộc thi rồi đó mọi người. Trời ơi, mỏi miệng kinh khủng luôn á nha. Mấy bạn xem hết video đi rồi mới thấy, thử há miệng theo coi. Nhìn như là mấy con điên đó mọi người, cứ hả miệng hoài luôn. Xong rồi hả, còn ráng nói nữa chứ. Mỏi miệng thì im đi, còn ráng nói nữa đúng không mọi người? Thật ra là sợ mấy bạn buồn á mấy bạn, trong cái lúc quay á là cứ hả hoài thì sợ mấy bạn xem buồn á, cho nên là cứ hả hoài. Rồi còn ráng thi miệng bự nữa. Trời, miệng bự tự hào lắm. Xấu còn miệng bự mà còn ráng nói nữa nè. Đó là thấy không? Nói chung ngồi không thì cũng buồn, cho nên là ráng nói vậy đó. Mà giờ coi lại thấy cứ kỳ cục ghê luôn. Ôi trời ơi. Đó. Dễ thương gì nổi. Cái bảo xanh thì bả đẹp gái đúng không mọi người? Bả hả miệng nhìn cũng nữ sinh ha. Massage thật ra cũng không có tác dụng gì luôn á mọi người. Nó mỏi dữ lắm. Đó mấy bạn coi video bây giờ coi lại thì mình còn không muốn hả mỏi theo. Và còn cảm giác nó bị mỏi, bị ê luôn á. Ý là tập thể dục hay làm cái khác để quên cái mỏi á. Nhưng mà vẫn rất mỏi luôn á. Tự nhiên bày ra cái trò này nhưng mà cũng vui mọi người. Buồn buồn không biết làm nha, mọi người có thể ngồi thử với nhau vậy đó. Đó là ta ho nữa kìa đó. Thật ra bà Quyên là bà bị ho thiệt đó mọi người, bà đang bị ho thiệt luôn á. Nó cũng nghe mà phải không mọi người, cũng nghe. nhưng mà nói như vậy riết thì sợ cũng... Đúng rồi, khúc này là trời khủng khiếp rồi mọi người ơi. Nước miếng nó dâng lên, không thể hả hoài được đâu nha. Nước miếng nó dâng lên, chút nữa mà mình không ngưng á là nó sẽ tràn ra liền á. Cho nên là mình mới chịu thua đó. Chứ thật ra là nước miếng mà không dâng lên cũng chưa, mình cũng sẽ cố gắng mọi người. Mình sợ là mọi người xem video mắt ói, tại nước miếng nó tràn ra. Cho nên là mình ngừng sớm. Đó, chứ nó dâng lên dữ lắm á. Mọi người nhìn kỹ ở trong cái miệng trong á là một họng nước miếng luôn, thật là khủng khiếp đó. Trời ơi. Đó túm lại đó mọi người, túm lại. Đó túm lại đó, sợ nó tràn ra đó. Thật là khủng khiếp. Mà vui nha, vui ha. Vui thiệt. Cố gắng ghê luôn á. Thôi tôi đi. Nước miếng mọi người ơi. Trời, nhỏ này hả hay thiệt luôn á. Hả hồi hồi đó các bạn thử hả đi. Hả hồi hồi đó tự nhiên á mình vừa mỏi miệng nè, xong rồi cái nước miếng ở trong miệng đúng không, nước miếng ở trong miệng nó dâng lên á. Trời ơi, mình mà không ngậm lại thôi nó chảy rồi. Sao không để tới phút đó luôn đi. Không được mấy bạn cười chết ha. Coi như ba hiệp tỉnh mà hiệp này ngưng đi chứ để là mất vệ sinh. Đây, thứ hai chớp mắt chu mỏi đây ha, chu mỏi ha. Để gần mọi người lên cho mọi người kiểm tra độ chu nha. Bắt đầu nè. Hồi nãy là hả mỏi miệng về chu, không biết có mỏi nha. 1, 2, 3. Yeah, và tiếp tục hiệp 2 rồi đó mọi người thấy không. Hiệp 2 này trò chơi á hả, cũng hành hạ cái miệng không kém như hiệp 1 nha mọi người. Hồi nãy thì hả miệng ra
Nhưng mà hả thì nói vẫn còn được nhiều hơn. Còn chu thì hú hú như mấy con chó con. Thấy không? Đó. Đó. Cái mỏ chu thì nhìn nó dễ thương hơn là mỏ hả, hay là mỏ hả dễ thương hơn mọi người. Mỏ chu thì nhìn nó nhỏ nhỏ, cái miệng nó dễ thương hơn chút xíu ha. Nhưng mà cũng mỏi kinh khủng nha mọi người. Và ở hiệp này thì cả hai cũng đang cố gắng để có những cái trò nó vui vui để cho mọi người đỡ chán. Trời đất ơi. Trời ơi, thấy bả chưa? Thấy bả nha mọi người. Bả cũng đam mê chiến thắng dữ lắm. Bả muốn mình đấm bóp dữ lắm. Còn mình đó là đúng kiểu mà ham chơi vui á. Đó, ham chơi vui mà không lượng sức mình nha mọi người. Cái gì cũng chơi hết. Có tuổi già rồi mà mê lắm, mê chơi lắm. Nhưng mà chơi vui mà thử thách thôi, để cho các bạn hiểu là chu mỏ với hả miệng nó như thế nào. Đó, chu riết một hồi nó trề luôn mọi người. Đó, nó muốn rớt cái mỏ ra luôn. Ngủ. Đó. Đó. Trời ơi. Ai đài đọa? Ai hành hả? Ai bắt mà ra cái nông nổi này? Tự chơi tự chịu. Đó, đó, muốn rớt cái mỏ ra luôn mọi người. Đổi kiểu đó. Nhưng mà thật ra chu thì chỉ vẫn vậy thôi. Rồi bà kia bà chu hình trái tim luôn hay kia hết chưa? Mọi người thấy không? Bà chu hình trái tim luôn đó. Đó, cái mỏ bà kìa. Dữ dằn. Hài hước dễ sợ. Đó, quý vị biết mà mọi người thấy không? Cái mỏ nó biến dạng rồi đó. Nó bắt đầu nó biến dạng rồi. Nó không thể nào mà chu hoài vậy được. Bắt đầu nó chu qua. Bà kia bà chu rảnh ra nè, thấy chưa? Bà chu rảnh bên đàn ra rồi bà không chu được như lúc đầu. Nó nói cái bà nghe. Trời, bà chu ghê chưa? Rồi đó coi, bà chu ghê. Đó, còn mình sắp rớt đó rồi. Mình chịu hết nổi rồi đó mọi người. Trời đất ơi. Trời ơi. Bà quy rồi, bà thắng trận này nữa là bà đúng hay luôn mọi người. Thua. Sao bà này đó hay quá, cái mỏ quá hay quá mọi người ơi. Làm ghét thành trời với bẹ luôn hết chưa. Thiệt luôn quá, không mỏi hả? Mỏi chứ. Mỏi chứ. Nhưng mà ấy thắng. Chỉ cần thắng vòng này đó thôi là mình thắng rồi. Còn vòng trước mắt mình thua cũng được nữa. Thiệt luôn á. Không chịu nổi mọi người, nó cứ đau 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 mấy cái cơ vòng vòng. Khó chịu lắm. Thôi tôi tê cái môi nha. Ờ, tê. Giờ thấy banh ra lại. Về nhà theo quen cái gì nè. À vậy hả? Bà hay làm vậy phải không? Ừ. Đấy là chu mỏ này nè, thử thách nè, xong cái quen cái về nhà chu rồi. Đâu ai cũng chu, người ta tưởng là mình muốn người ta không, phải chết luôn nha. Rồi, không, dù gì thì tôi thua hai keo rồi, nhưng mà cũng phải cho tôi gỡ một cái keo danh dự, đó là chớp mắt nha mọi người. Bắt đầu nè, không chớp mắt. Một, hai, chớp trước. Một, hai, ba. Tôi hay chớp mắt á. Trời, tính ra mới có mười mấy giây luôn. Tôi không chịu được. Ôi ơi, tự nhiên bà lụm được cái tờ giấy này ở đâu á, toàn là những cái sở trường những vậy cái... Là ai thắng thôi à, mọi người đã biết rồi ha. Kẻ yếu quá mà đặt cứ thách thức kẻ mạnh chi không biết. Tại tôi già. Đâu mà già trẻ, ngồi có chỗ làm không mà cũng già trẻ. Phải chi mà bắt lao động khổ sai ha. À, chân tay hoạt động thì nói già yếu làm nổi. Cậu đang ngồi có chỗ dùng mắt mũi miệng không à. Ba trẻ, rồi thôi thì thua chịu nha mọi người. Đổi xuống lên. Rồi vô. Đây. Đó, thư giãn. Trời. Cảm thấy thế nào chị ơi? Rất là thích luôn. Trời, tôi nói nó xuống ơi là xuống. Kiểu người mà mình mãi mình đang nhức mỏi, tự nhiên cái có người bóp cái trời xuống. Phải chi ngày nào cũng có vậy. Đó,
làm trò gì. Tôi cũng đáng, tôi biết mà bà đang bệnh nên tôi nhường bà. Thôi đừng có lưng lẹo nữa. Mình thấy bạn mình nó đang bệnh đó mọi người, mình cố tình mua cho mình có cơ hội massage cho bạn mình. Chứ giờ để nó bệnh mà bắt massage lưng lẹo chú luôn đó mọi người. Rồi thôi, video thì đến đây là kết thúc rồi nha mọi người. Giờ phải kết thúc để ngồi massage cho nó. Sợ sợ ấy vậy chứ mà tắt cái video cái là bị chết tụng bị chết. Sợ lắm. Bạn nào thích video này thì cho tụi mình một like nha. Và có thử thách gì thì comment ở phía dưới. À buồn buồn thì các bạn cũng có thể thử hả miệng chu mỏ và không chớp mắt giống mình. Tụi mình thử coi là các bạn hả mỏ và chu miệng được bao lâu nha. Thực ra nó rất là mỏi luôn á. Rồi bây giờ thì chào tạm biệt thôi. Bye bye. Bye bye. Ngồi đó bye bye. Video chưa kết thúc nha.